gộp tiền điện 2 tháng, thủ đoạn móc túi trơ trẽn của Điện lực Hà Nội. Tiền điện của nhiều hộ gia đình ở Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau khi Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thay đổi lịch chốt số công tơ điện từ đầu tháng sang cuối tháng và chính thức thực hiện từ ngày 29 tháng 2. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện việc thay đổi lịch chốt công tơ điện có nhiều khuất tất, khiến nhiều người dân không đồng tình. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 3 đưa tin người Hà Nội choáng với hóa đơn điện tăng mạnh sau Tết. Bản tin cho biết, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 2 năm 2024 của nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận tăng mạnh so với tháng trước, khiến nhiều người dân Hà Nội bất ngờ. Người Hà Nội đang choáng váng với hóa đơn tiền điện tăng rất mạnh. Theo đó, nhiều người dân tại Hà Nội đã chia sẻ trên mạng xã hội hóa đơn tiền điện của gia đình họ đã tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Trong đó có nhiều hóa đơn tiền điện tăng từ 2 đến 3 lần so với những tháng trước đây. Giải thích nguyên nhân tiền điện tăng, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, thay vì ghi chỉ số công tơ với khách hàng sinh hoạt, trải dài từ ngày 3 đến 20 hàng tháng, kể từ tháng 2 năm 2024, việc này được thực hiện vào cuối tháng. Theo đó, số ngày sử dụng điện của khách hàng trong tháng 2 năm 2024 thay là 31 ngày như trước đây đã trở thành tối thiểu 48 ngày và tối đa là 56 ngày sử dụng. Do đó, hóa đơn tiền điện lần này thể hiện số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2. Đây cũng là lý do vì sao tiền điện lại tăng cao hơn. Bà Tô Lan Phương, trưởng ban kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định, việc đổi ngày ghi công tơ vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện, đồng thời mang lại tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện, cũng như đảm bảo công bằng và tăng tính giám sát. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, đa số người dân và dư luận không đồng tình khi cho rằng lý giải của ngành điện lực không thuyết phục, đồng thời coi đây là một chiêu trò của ngành điện lực nhằm móc túi người tiêu dùng để thu tiền điện với mức phí cao hơn trước. Hóa đơn tiền điện nỗi bất an của người dân Việt Nam. Lý do đổi giá tiền điện được xây dựng theo hình thức lũy tiến, nghĩa là sử dụng càng nhiều điện thì sẽ phải càng chịu mức giá cao hơn. Sau 30 ngày của tháng 1 năm 2024, đa số các hộ gia đình đều đã sử dụng điện của ngưỡng cao nhất của gia đình họ. Giờ đây, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội lại ghi thêm số điện tiêu thụ của tháng 2 vào với tháng 1. Như vậy, số lượng điện tiêu thụ chắc chắn đã bị đẩy lên để phải chịu giá điện ở mức cao, dẫn đến hóa đơn thu tiền điện tăng vọt. Facebook Hoàng Đắc Thọ ngạc nhiên thắc mắc rằng, tại sao hóa đơn điện nhà em đợt này 46 ngày, trong đó có 6 ngày không ở Hà Nội, tức là tổng số chỉ có 40 ngày dùng điện, nhưng số tiền điện lại gấp đôi. Một comment khác lại giễu cợt ghi rằng, combo tiền điện, tiền nước tăng méo mặt người dân, sao phải gửi thông báo tiền điện lúc 2 đến 3 giờ sáng nhỉ? Vị nào tư vấn kiểu gửi hóa đơn này là phản tác dụng, kéo dài thời gian chốt sổ, công tơ, rồi tích lũy tính lũy kế bậc thang là trên lưng người tiêu dùng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, có khách hàng kêu rằng, mặc dù ngành điện lén lút gửi thông báo tiền điện lúc 2 đến 3 giờ sáng để giảm sốc tâm lý người dân, nhưng không làm giảm bớt rung chấn của tôi khi nhìn hai cái hóa đơn thanh toán. Cả gia đình chỉ có 3 mống mà phải trả trên 2,7 triệu tiền điện cho lần này. Tháng này đóng tiền điện xong, cạp đất uống nước hồ sống nhé. Ngoài ra còn rất nhiều ý kiến khác bất bình khi đặt câu hỏi tại sao không chốt số vào ngày cuối tháng 1 hay từ cuối tháng 12 năm 2023 hay muộn hơn là vào tháng 3 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên công luận cho rằng tăng thêm vài chục nghìn với một hộ dân là rất nhỏ, nhưng nếu nhân với 2,8 triệu hộ dân Hà Nội đang sử dụng điện thì sẽ là một con số rất lớn. Con số đó trong lần nộp hóa đơn này có thể lên đến 5.000 tỷ đồng. Đồng thời, công luận cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, không được để doanh nghiệp kinh doanh theo lối độc quyền, tự ý, tùy tiện làm bậy để bù lỗ cho việc kinh doanh kém của ngành điện. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đáng lẽ nhà nước phải giảm thuế, giảm giá dịch vụ, công trợ giá cho những ngành năng lượng chủ lực như điện, xăng dầu để mà hỗ trợ người dân. Nhưng ngược lại, nhà nước lại liên tiếp tăng giá điện,
nay còn dùng tiểu xảo để mà tăng thu tiền điện, khiến đời sống của người dân đã khó khăn lại càng thêm chật vật, khó khăn hơn. Phải chăng nhà nước Việt Nam lâu nay vẫn duy trì EVN như một con ngáo ộp và sử dụng nó như một thứ lá chắn để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện, móc túi dân một cách vô tội vạ hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin gộp tiền điện 2 tháng, thủ đoạn móc túi, chờ chẽn của Điện lực Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Đại, chứng nào tật nấy, suýt toi về vụ AVG mà vẫn tham. Hiện nay Việt Nam có 5 nhà mạng viễn thông đang tham gia khai thác, đó là Viettel, VNPT, Mobile Phone, Vietnam Mobile và GT Mobi. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 1 tháng 3 đưa tin phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi. Nhận tin cho biết, sáng ngày 1 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi do công ty của Bộ Công an quản lý. Theo đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân và người dân sử dụng mạng GTEL Mobi. Đồng thời, ông Tô Lâm bày tỏ mong muốn công ty viễn thông của Bộ Công an sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Phát động sử dụng mạng viễn thông di động GTEL Mobi. Được biết, GTEL Mobi hiện nay đang cung cấp dịch vụ di động 4G với các đầu số 099 và 059. Đây là sự hợp tác giữa Bộ Công an với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Nhà mạng này ra đời và đi vào khai thác từ năm 2008. Mục tiêu ban đầu của mạng này, theo truyền thông nhà nước, là để hình thành mạng viễn thông di động mạnh của ngành công an, đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vẫn theo truyền thông nhà nước, GTEL Mobi cũng tham gia tích cực vào việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của nhân dân và nắm tình hình an ninh trật tự. Theo giới quan sát, đó là một trong những lý do khiến số lượng người sử dụng GTEL Mobi luôn ở mức khá khiêm tốn. Đáng chú ý, tại buổi lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm còn đề nghị các đơn vị trong ngành công an và các địa phương phát động toàn thể lực lượng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của GTEL Mobi, không chỉ cho hoạt động nghiệp vụ mà cả trong đời sống của mỗi gia đình. Hai lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại phiên tòa xét xử thương vụ AVG. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ cùng với Cục An ninh mạng trong việc khai thác sử dụng hạ tầng viễn thông của Bộ Công an để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng, báo cáo Bộ Công an phê duyệt, bổ sung để có thêm các nguồn lực thúc đẩy phát triển cho GTEL Mobi. Một nguồn thạo tin từ Hà Nội cho Thời báo .de biết, hiện nay các nhà mạng di động của Việt Nam đang chuẩn bị tham gia đấu giá tần số 5G và sẽ chỉ có 3 nhà mạng được cấp băng 5G mà thôi. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải đích thân xuất đầu lộ diện trong lễ phát động kể trên. Hiện nay chưa có thông tin chính thức rằng liệu nhà mạng GTEL Mobi có tham gia đấu thầu tần số 5G hay không. Nhưng trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, nhiều ý kiến cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn tận dụng quyền uy của mình để tham gia và đoạt lấy nguồn lợi rất béo bở này. Trong quá khứ, ông Tô Lâm đã từng tham gia một thương vụ đầy tai tiếng liên quan đến dịch vụ viễn thông, đó là vụ án Mobile Phone mua 95% của công ty cổ phần AVG, một công ty tư nhân thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo báo Thanh Niên, thương vụ Mobile Phone mua AVG thực chất là một màn kịch thổi phồng giá trị thực của doanh nghiệp nhằm lấy tiền nhà nước. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm đề xuất mua AVG, hãng này đang thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Các số liệu phương án kinh doanh hoàn toàn là giả định, mơ hồ, thiếu thực tế. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khi đó là Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã báo cáo sai sự thật với Thủ tướng về tình trạng bết bát của AVG
và để Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đặt bút ký. Đây là vụ tham nhũng đình đám, trong đó Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ lên tới hơn 3 triệu đô la. Bên cạnh đó, ông Tô Lâm khi đấy còn là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký một thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông trong vụ án này. Ông Tô Lâm từng bị cáo buộc nhận một khoản hối lộ là rất lớn hơn cả ông Nguyễn Bắc Son. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Tô Lâm vẫn thoát tội. Công luận cho rằng chức năng chính của Bộ Công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhưng rõ ràng Bộ trưởng Tô Lâm không lo toàn công việc chính của mình, mà chỉ lo chen chân vào các chức năng của những ngành khác để thâu tóm lợi ích và thể hiện quyền lực. Mà vụ việc phát động sử dụng mạng viễn thông di động Gtel Mobi là một minh chứng cho những nghi ngờ của công luận về sự tồn tại của nhóm lợi ích trong Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin hôm nay: Tô Đại chứng nào tật đấy, suýt toi vì AVG mà vẫn thảm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.